Xin kính chào tất cả các bác. Các bác có thể thấy là em kết nối qua Bluetooth và chiếc băng đét chất lượng âm thanh tuyệt vời luôn. Bộ cấu hình này em ghép với một đôi loa rất đặc biệt các bác. Đôi loa này là một đôi loa rất là hay và rất là ít khi về các bác nhé. Hôm nay em lại về được một cặp rất là đẹp. Đó là đôi loa Victor Zero FX3. Đây là dòng loa sử dụng bass 28cm các bác. Bass 28cm các bác nhé. Và một con chung 8,5cm và một con tép đôm. Công nghệ chung và tép là sử dụng công nghệ gốm ceramic các bác. Đó là cái đáng giá trên đôi loa này. Vật liệu gốm luôn cho ra chất âm trong trẻo, thánh thoát và lẩy tăng tăng, trong vắt luôn, tiếng trong. Các bác có thể thấy là cái tiếng guitar các bác ạ. Đó. Nó dí rách, nó nhẹ nhàng, uyển chuyển. Và con bass carbon. Đây là bass carbon các bác nhá. Nó sờ ở vân carbon ấy. Carbon 100% luôn, nó không giống những dòng Diatone 66X, EX hay là những dòng Onkyo 66X. Mà nó đây là carbon thuần các bác nhá. Sờ thấy vân carbon luôn các bác. Con bass 28 rất là chất. Đôi loa này giá tuyệt vời, để các bác giá chỉ 6.300.000 đồng đôi loa này. Và đôi loa này các bác cùng cái tầm tiền đó các bác cũng chỉ mua được những đôi Diatone 66X thôi. Và đôi loa này là một đôi 2-in-1 luôn, mà sử dụng tép ceramic các bác nhá, gốm ceramic, chung ceramic, rất tuyệt vời. Nghe nhạc hay, hát karaoke tuyệt vời luôn. Nhấn mạnh các bác là nó nghêu ngao hát rất tốt, bởi vì đôi loa chịu đòn rất là tốt. Công suất đôi loa này mỗi thùng nó lên đến hơn 200W các bác. 240W một thùng các bác lưu giúp em. Rất là gấu. Và lưu ý là đôi loa đánh ở trở kháng 6 ohm các bác nhá. Nên các bác cần những chiếc âm ly thật sự là khỏe, em đang ghép vào chiếc âm ly Soli TA3650. Chiếc âm ly này cũng là mỗi một kênh nó lên đến tận 180W trên một kênh luôn. Đánh 4 sò sắt lớn và nguồn lớn tụ to như cổ tay. Rất là nặng, dòng âm ly này bây giờ rất là hiếm gặp. Em về một con đẹp như mới luôn các bác. Để các bác giá 4.5 đồng, đôi loa 6.3 và chiếc băng neck 1.7 nữa. Một bộ cấu hình vừa nghe vừa hát, nhất là nghe nhạc các bác nhé, cực kỳ hay. Em đang kết nối qua chiếc máy tính bảng của em qua Bluetooth, các bác có thể thấy là chất lượng âm thanh tuyệt vời luôn các bác. Đó. Bài nhạc sống này đánh mà qua đây rất là hay các bác. Em mở to lên các bác. Các bác có thể thấy rất là tiện, các bác có thể vừa mở to nhỏ trên chiếc máy tính bảng chạy đi chạy lại xung quanh nhà mà không bị mất tín hiệu, bởi vì nó bắt Bluetooth rất là tốt. Thứ hai là cái chất lượng giải mã Bluetooth luôn luôn, em nhấn mạnh các bác, luôn luôn hay hơn các bác cắm thẳng dây AV các bác nhé. Bởi vì khi các bác cắm thẳng dây AV như vậy thì nó chỉ đơn thuần là tín hiệu analog. Nhưng khi các bác sử dụng đường Bluetooth này, ngay lập tức nó sẽ sử dụng tín hiệu số và nó kích hoạt cái chip giải mã trong con vang neck. Và các bác có thể thấy là tiếng rất tuyệt vời. Em đánh lớn lên các bác nghe thử. Rõ ràng là với những công nghệ tép gốm ceramic như vậy thì nó chỉ xuất hiện trên những dòng loa đắt tiền thôi các bác. Và đôi loa này giá chỉ 6.3, cũng thuộc dạng dòng loa cỏ thôi các bác ạ. Các bác, một đôi loa rất gấu, vừa nghe vừa hát, bằng carbon 28, vành gông đẹp sáng loáng luôn. Và bây giờ em mở các bác cùng test thử mic các bác nhé. Bây giờ em sẽ test mic các bác. Các bác có thể thấy là tiếng mic cực dày dặn luôn. Nó cảm giác như loa full chất kèm đấy các bác nhé. Tiếng mic rất là dày dặn. Em đang sử dụng chiếc mic xua của bên em. Và các bác lưu ý giúp em là bộ này các bác có thể vừa nghe vừa hát, rất tuyệt vời. Bây giờ em sẽ nói một đoạn và em vừa nói vừa đi giới thiệu xung quanh đôi loa các bác. Đó, các bác thấy là vành gồng, cái gồng của xung quanh con loa bát và chết và chung rất là sáng. Đôi loa này thì rất là sang trọng. Với cái tầm tiền thì chỉ có 6.300.000 đồng, các bác chỉ chọn được lựa chọn được một đôi loa Diatone D66. Đó các bác, nhưng đôi loa này là một sự lựa chọn hoàn hảo hơn các bác ạ. Nó là một sự lựa chọn tốt hơn các bác. Và chiếc âm ly giá 4.500.000. Đây là cũng là một chiếc âm ly thuốc đánh vào những dòng loa Nga các bác nhé. Đánh vào loa Nga cực kỳ hay luôn. Hoặc các bác có thể pha vào đôi loa bằng carbon khủng như vậy. 240W trên một thùng các bác, rất dã man. Và bây giờ em sẽ test một đoạn karaoke các bác nghe thử ạ. Em sẽ mở karaoke là một bài là Tình Ta Biệt Bạc Đồng Xanh các bác nhé. Các bác có thể thấy là khi mà kết nối với Bluetooth như vậy thì rất là tiện các bác. Rất là tiện luôn các bác ạ. Đó. Đó. Các bác lưu ý giúp em, một tay em quay và một tay em hát, nên là đôi khi hát nó cũng không hay các bác, thì các bác thông cảm. Bởi
Bởi vì đây là bọn em quay nhanh thôi, rất nhiều hàng về đấy các anh em đang lau chùi vệ sinh hàng để lên sóng các bác những bộ cấu hình vừa nghe vừa hát trong cái dịp Tết này các bác nhá. Huyền anh giá khơi khi chân mây cưng hồng, huyền anh ra khơi đâu có ngại chi mưa gió hoa. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thăm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì tương lai ta đốt giọt mồ hôi ơ hò ơ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thắm cành em có ngại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để mau giá em hăng sàng, hỏi mà chỉ sao em cứ bồng đùa. Thuyền anh mãi về cho cá bạc đầy khoang ơ hò ơ hò. Đó các bác, chỉ một đoạn karaoke test như vậy là các bác có thể thấy là khả năng trình diễn vừa nghe vừa hát của bộ cấu hình này tuyệt vời. Và các bác đừng quên đôi loa giá chỉ 6.300.000 đồng Victor FX3. Đôi loa này rất là đẹp các bác nhá. Nó có công nghệ gốm ceramic, các bác nghe nhạc tuyệt cú mèo luôn các bác. Nếu các bác nghe nhạc trữ tình các bác, có những đoạn gõ lóc cóc dí rách của những giải tần siêu cao tép ấy các bác, thì các bác nghe trên con tép này tuyệt vời, nó đáp ứng tuyệt vời luôn các bác. Và đôi loa này chỉ 6.300.000 đẹp xuất sắc luôn. Và chiếc âm ly TA-3650 giá 4.500.000 đồng cũng đẹp như mới. Đây là dòng âm ly rất ít khi có, nhấn mạnh các bác cũng rất ít khi gặp. Em ghép bộ cấu hình này toàn những đồ rất ít khi gặp các bác. Và tiếng của dòng âm ly này rất là tuyệt vời. Nó đánh vào những đôi loa bằng carbon như vậy thì nó kiểm soát từ tiếng bass, tiếng tép rất sạch sẽ. Và tiếng bạn đánh sâu, êm, dễ nghe các bác. Mặc dù đôi loa này là một đôi loa thùng kín nhưng đánh tiếng bass rất là mềm và sâu luôn. Bởi vì là cái mấu chốt con âm ly, cái nội lực rất là mạnh đó các bác. Và các bác nếu lưu ý một điều cực kỳ lưu ý giúp em là đôi loa Zero FX3 này nó là đôi loa công suất rất là lớn các bác nhé. Đôi loa công suất khá là lớn các bác. Nên các bác lưu ý khi các bác đánh trên những cái đôi loa như vậy thì các bác có những chiếc âm ly phải khủng như vậy các bác lưu ý giúp em. Đó, và bây giờ em xin tạm dừng video clip tại đây. Các bác là có nhu cầu lấy đôi loa này giá là 6.300.000 đồng và chiếc Sony TA-3650 này giá là 4.500.000. Chiếc Panic là 1.700.000 đồng. Lấy em cộng lại thì em sẽ báo giá trên đầu video. Đó, các bác có nhu cầu lấy thì nhắn tin cho em qua số điện thoại là 098 119 3686 hoặc 0983 662 586 các bác nhé. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Xin chào các bác.